Đây là bài 9 trong loạt bài tiếng Trung giao tiếp sơ cấp của hội quán Tam Thế. Hãy nghe phần hội thoại và giải thích từ mới trước khi học phần này. Hãy nghe từ Lưu Minh, tên của thầy giáo trong đoạn hội thoại. Liếu miếng. Liếu. Liếu. Miếng. Miếng. Liếu miếng. Liếu miếng. Hãy nhắc lại Lưu Minh. Liếu miếng. Liếu miếng. Đinh lực ba. Tinh lỉ bua. Lục vũ bình. Lưu ủy phiến. Linh na. Lính nả. Cô giáo Dương. Giáng lão sư. Cô giáo Trần. Trần lão sư. Hãy nhắc lại Lưu Minh. Liễu miếng. Thầy giáo Lưu. Liễu lão sư. Liễu lão sư. Thầy giáo Lưu Minh. Liễu miếng lão sư. Liễu miếng lão sư. Hay nói, em chào thầy. Lão sư nǐ hǎo. Cũng có thể nói, lão sư hǎo. Hay nói lại, em chào thầy. Lão sư hǎo. Lão sư nǐn hǎo. Hay thử nói hai cách, cháu chào bà ngoại. Wài pǔ nǐ hǎo. Wài pǔ hǎo. Bây giờ hãy nghe từ bạn học. Thống xuế. Thống. Thống. Xuế. Xuế. Thống xuế. Thống xuế. Âm Hán Việt là đồng học. Hay nói lại bạn học. Thống xuế. Thống xuế. Các bạn học. Thống xuế mà. Thống xuế mà. Đây là các bạn học của tôi. Chê sư wǒ de tóng xuế mà. Chê sư wǒ de tóng xuế mà. Đây đều là bạn học của tôi. Chê đâu sư wǒ de tóng xuế. Chê đâu sư wǒ de tóng xuế. Hãy nghe cách nói, chào các em. Thống xuế mân hảo. Thống xuế mân hảo. Hãy nói xin chào các em. Thống xuế mân hảo. Thống xuế mân hảo. Chúng em chào thầy. Lão sư hảo. Lão sư hảo. Đây là cách hay chào khi lên lớp ở Trung Quốc. Hãy nghe từ giới thiệu. Chia sào. Chia sào. Chia. Chia. Sào. Sào. Chia sào. Chia sào. Thanh bốn và thanh nhẹ. Hãy nói lại giới thiệu. Chia sào. Chia sào.
hay nói từ đến. Lái. Lái. Âm Hán Việt là lai. Từ này đã học trong từ chia lái. Hãy nhắc lại vào đi. Chia lại. Chia lại. Mời vào. Chính diện. Chính diện. Hãy nói tôi đến. Của lái. Của lái. 我来